Thưa quý vị, Canada thông báo sẽ tặng 4 xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Con số này chiếm khoảng 5% kho xe Leopard 2 của Canada. Và trong tháng qua, ít nhất 13 quốc gia đã hứa gửi xe tăng tới Ukraine hoặc đã công khai bày tỏ sẵn sàng làm điều đó. Ngoài Mỹ, Đức và Canada còn có Ba Lan, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, Bồ Đào Nha, Na Uy, Pháp, Maroc. Hầu hết các xe tăng được cung cấp là Leopard 2 Ukraine đã yêu cầu khoảng 300 xe tăng, một con số mà quan chức phương Tây đã mô tả là không quá đáng và cần thiết cho một cuộc phản công hiệu quả ở chiến trường biển Đông. Thưa quý vị, tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ trong khoảng năm 2022 chỉ đạt 2,1%, giảm so với mức 5,9% của năm 2021. Bộ Thương mại Mỹ cho biết mức tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP thực của nước này chủ yếu phản ánh mức tăng về chi tiêu của người tiêu dùng xuất khẩu và một số hình thức đầu tư. Hoạt động của nền kinh tế Mỹ đã phần nào giảm nhiệt sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed 7 lần nâng lãi suất cho vay cơ bản với hy vọng hạ nhiệt sức mua đang nóng và kiểm soát lạm phát gia tăng. Động thái này của Fed đã khiến lĩnh vực bất động sản sụt giảm, kéo theo hoạt động sản xuất và doanh số bán lẻ suy giảm. Bên cạnh đó, đa số chuyên gia dự báo kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục giảm tốc trong quý 1 năm 2023 và rơi vào suy thoái nhẹ vào giữa năm nay. Thưa quý vị, nhằm ngăn chặn dòng người di cư cũng như đẩy mạnh việc trục xuất những trường hợp vượt biên trái phép, Bộ trưởng Nội vụ của các nước thuộc Liên minh châu Âu EU đã tổ chức cuộc họp tại Stockholm, Thụy Điển để thảo luận về các hạn chế về thị thực cũng như sự phối hợp giữa các thành viên trong khối. Tại cuộc họp này, Ủy ban châu Âu đã đề xuất thêm các kế hoạch hành động mới nhằm trục xuất những người không có quyền tị nạn ở châu Âu trở về nước của họ, trong đó bao gồm công dân của các nước Iraq, Senegal và Bangladesh. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cũng cho biết trong năm 2022, khoảng 160.000 người đã vượt địa trung hải, con đường chính để đến với châu Âu của những người ở Trung Đông, châu Phi và châu Á. Ngoài ra, gần 8 triệu người tị nạn Ukraine cũng đã được đăng ký trên khắp châu Âu. Và trong năm 2022, EU đã trục xuất khoảng 330.000 người, mức cao nhất kể từ năm 2016. Thưa quý vị, hơn 160 người Afghanistan đã tử vong do giá rét trong tháng này, trong khi nhiều người dân không đủ khả năng mua nhiên liệu để sửa ấm nhà khi nhiệt độ xuống tới mức băng giá. Afghanistan đang trải qua mùa đông lạnh nhất trong 15 năm qua với nhiệt độ có nơi xuống tới âm 34 độ C. Thời tiết lạnh giá diễn ra giữa lúc Afghanistan đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Tác động của đợt giá rét đã trở nên tồi tệ hơn do số lượng hàng viện trợ nhân đạo hạn chế được phân phối trong nước sau lệnh của chính quyền Taliban về việc cấm phụ nữ làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. Ít nhất 6 tổ chức viện trợ nước ngoài lớn đã đình chỉ hoạt động tại Afghanistan kể từ tháng 12 năm 2022 sau khi Taliban ra lệnh cho tất cả các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế ngăn chặn nhân viên của nữ của họ đến làm việc hoặc có nguy cơ bị thu hồi giấy phép. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận cải tổ thị trường carbon của khối. Lượng khí thải sẽ được cắt giảm và chi phí CO2 mới đối với nhiên liệu sử dụng trong giao thông, đường bộ và các tòa nhà sẽ được áp dụng từ năm 2027. Theo thỏa thuận của các nhà đàm phán từ những nước thành viên Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu, thị trường carbon của EU sẽ cắt giảm 62% lượng khí thải so với mức của năm 2005 vào năm 2030. Kế hoạch này sẽ loại bỏ 90 triệu giấy phép phát thải khí carbon vào năm 2024, 27 triệu vào năm 2026 và giảm tốc độ cấp phép phát thải khí carbon xuống 4,3% từ năm 2024-2027 và 4,4% từ năm 2028-2030. EU sẽ loại bỏ dần giấy phép phát thải khí carbon miễn phí hiện đang cấp cho các ngành công nghiệp từ năm 2026-2034. Những giấy phép này sẽ bị hủy khi EU áp mức thuế quan biên giới carbon được thiết lập để ngăn các công ty nội khối bị cạnh tranh từ các đối thủ nước ngoài. Đáng chú ý, thỏa thuận mới khiến EU trở thành khu vực tài phán đầu tiên đưa ra mức giá khí phát thải với lĩnh vực hàng hải, EU cũng đồng ý khởi động một thị trường carbon mới áp dụng cho ô tô và các tòa nhà vào năm 2027. Thưa quý vị, khi nền kinh tế mở cửa trở lại, nhiều người cao tuổi tại Australia đang tái tham gia thị trường lao động nhằm kiếm thêm thu nhập, đảm bảo cuộc sống tuổi già của mình. Nhà hàng của ông Barry Idols ở bang Victoria, Australia là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân thành phố Queenscliff. Quán có một điểm đặc biệt là các nhân viên ở đây đều là những người đã nhiều tuổi. Tôi có 5 nhân viên từ 60 tuổi trở lên. Trong đó có hai người đã 74 tuổi rồi. Tôi thậm chí có đủ nhân viên để mở thêm một cửa hàng nữa. Khi Australia mở cửa trở lại, quán của ông Barry thiếu nhân viên. Ông đã chủ động in hàng chục nghìn tờ rơi mời những người đã về hưu tới làm việc. Những người lao động cao tuổi mới đi làm với tâm trạng phấn chấn vì thu nhập được đảm bảo và họ một lần nữa được lao động sau nhiều năm tháng nghỉ hưu nhàn rỗi. Lương hưu không đủ nên tôi cần đi làm thêm ở đây. Tôi cảm thấy vui vì mình lại được góp sức lao động. Đại dịch COVID-19 đã làm đình trệ nền kinh tế Australia trong thời gian dài, khiến số tiền tích lũy của nhiều người về hưu đã bị suy giảm nghiêm trọng. Đại dịch cũng khiến việc đầu tư kinh doanh của nhiều người cao tuổi Australia gặp khó khăn, kế hoạch nghỉ hưu của họ bị đảo lộn. Nhờ có những công việc như thế này mà những cụ ông, cụ bà có thể tiếp tục sống tích cực trong những năm tháng tiếp theo. Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ qua, họa sĩ người Philippines Elito Sika đã đổ mồ hôi và thậm chí là máu của bản thân vào các bức tranh theo đúng nghĩa đen. Sika đã dùng máu của chính mình, tất cả đều là máu tươi, chúng nhỏ giọt tự cọ vẽ sang bài vẽ. Họa sĩ 52 tuổi cho biết, hoàn cảnh nghèo đói và thiếu tài nguyên đã buộc ông phải sử dụng chất liệu đặc biệt này. Lớn lên ở vùng nông thôn dãy núi Patabangan, một thị trấn cách Manila 135 km về phía Bắc. Sika ít được tiếp cận với đồ dùng học tập, bao gồm cả những dụng cụ vẽ tranh. Mặc dù có thể dùng than củi làm màu vẽ, nhưng Sika vẫn muốn thử các chất liệu khác. Ban đầu, ông sử dụng màu từ nước ép mận, cà chua. Mãi cho đến năm 7 tuổi, khi bị chảy xước, Sika đã nhận ra màu cũng là một chất liệu tuyệt vời. Mỗi lần tôi bị chảy xước, tôi sẽ sử dụng máu của chính mình, vì vết máu cũng khó tẩy. Ngày nay khoảng 3 tháng một lần, Sika sẽ được lấy máu tại trung tâm y tế địa phương, thường là 500 ml. Họa sĩ 52 tuổi bảo quản máu trong tủ lạnh tại studio cá nhân. Sika mất khoảng 15 ml máu và ít nhất 5 giờ để hoàn thành một bức tranh. Đôi khi ông thậm chí còn sử dụng tóc của chính mình để tạo họa tiết. Những tác phẩm nghệ thuật của tôi rất quan trọng đối với tôi vì chúng đến từ tôi, từ dòng máu của chính tôi. ADN của tôi là một phần của nó. Triết lý của tôi là cuộc sống là một vòng tuần hoàn và mọi thứ đều là một chu kỳ. Vì vậy, máu của tôi là một công cụ phục vụ như một lời nhắc nhở về nơi tôi đến. Bức tranh máu lớn nhất của Sika cho đến nay là bức tranh tường 122 x 244 cm, mô tả lịch sử của đô thị Pantabangan, Họa sĩ 52 tuổi đặt mục tiêu vẽ bức tranh máu lớn nhất từ trước đến nay trên canvas dài 100 mét với hy vọng lập kỷ lục thế giới mới vào năm 2023. Thưa quý vị, sự kiện đánh dấu khai mạc mùa lễ hội băng tuyết toàn quốc lần thứ 9 đã được tổ chức tại một loạt thành phố trên khắp Trung Quốc. Đây là một trong những lễ hội băng và tuyết lớn nhất trên thế giới, là sự kiện lớn, thường niên nhằm quảng bá các bộ môn thể thao mùa đông tại Trung Quốc. Thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang là một địa phương thuộc cực Bắc Trung Quốc với mùa đông dài và nhiều tuyết. Cáp Nhĩ Tân là nơi thường xuyên diễn ra những lễ hội băng đăng thường niên chất lượng ở Trung Quốc. Năm nay, thành phố sẽ tổ chức các giải đấu thể thao, diễn ra từ nay cho đến hết tháng 4 năm 2023 với gần 1.500 hoạt động trên băng và tuyết, dự kiến thu hút 150 triệu người tham gia trong khi đó hàng nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về tỉnh an tây thuộc khu tự trị tân cương của người duy ngô nhĩ tây bắc trung quốc để tham gia trượt tuyết an tây là nơi có địa hình trượt tuyết tự nhiên bao phủ rộng lớn được những người đam mê bộ môn trượt tuyết đánh giá cao tuyết ở tân cương xứng đáng với danh tiếng tuyệt vời của nó tuyết mịn như bột tôi thấy rất thích khi trượt tuyết ở đây các môn thể thao mùa đông cũng phổ biến ở một số thành phố phía Nam, bao gồm Tứ Xuyên và Hồ Bắc, nơi có những khu nghỉ dưỡng và trượt tuyết lý tưởng, được xây dựng để chào đón du khách, những vận động viên chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Được Tổng cục Thể thao Trung Quốc khởi xướng từ năm 2014, mùa lễ hội băng tuyết toàn quốc được tổ chức thường xuyên nhằm thúc đẩy các hoạt động thể thao mùa đông trong cộng đồng. Năm 2022, Trung Quốc đã đạt mục tiêu thu hút 300 triệu lượt người tham gia các hoạt động trên băng và tuyết tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022.